Chào mọi người á, hôm nay mình mới nhận được cái máy bể kính mọi người. Giờ mình sẽ test rồi và tháo ra mình ép kính mọi người xem luôn ha. Cái này thì mình chỉ test hình ảnh thôi, cảm ứng mình không cần test, tại vì đây là cái màn hình này là nó xài kính cảm ứng mọi người. Giờ mình tiến hành mình tháo ra. Đầu tiên bạn tháo sim ha. Mình thử qua một bên. Tiếp tục các bạn dùng cái cây lẫy và lẫy chỗ khai sim lẫy nhẹ để ngón tay mình vô ha. Dùng ngón tay để lấy các khớp ra. Đây các bạn nhìn thấy ha. Máy này là máy nguyên kim nha các bạn. Em có bò vẫn còn ha. Rồi mình tiến hành tháo phần bảo vệ ở trên. Và tiếp tục mình tháo phần bảo vệ ở dưới. Nếu mà xúc kết màn hình của nó không có đi chung với cụm dưới thì mình không cần tháo ha. Giờ mình tháo bảo vệ ở trên trước để mình xem xúc kết màn hình nó kiểu gì các bạn ha. Thì mình sẽ tháo pin nó ra các bạn. Tháo pin thì mình sẽ tách cái xúc kết pin ra trước. Sau đó ở miếng màu xanh, keo màu xanh này mình gỡ ra. Gỡ nhẹ lên. Rồi đây mình gỡ hai cái pin của miếng keo bên đây nữa. Sau các bạn dùng nguyên tắc đồng bẫy ha, bạn bẫy lên ha. Bẫy lên như thế này nè. Rất là cứng nha các bạn. Pin rất cứng. Còn bẫy con giật ra. Và để pin ở đây. Sau đó mình nhìn cái xúc kết màn hình của nó kiểu nó dạng như là độc lập, không có dính với cụm dưới, cho nên là mình không cần tháo cụm dưới nha, mình chỉ tháo cụm trên thôi. Giờ mình mở xúc kết màn hình nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ làm nóng máy và tắt màn hình ra khỏi không ha. Giờ mở máy gia nhiệt lên cho nó nóng máy ở nhiệt độ 95 độ ha. Mình làm theo 95 độ thì mỗi người có một cái kỹ năng làm khác nhau, cho nên là ở nhiệt độ này thì mỗi người có thể là khác nhau. Mình chờ cho máy nó lên nhiệt độ báo 95 nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa điện thoại, ép kính, chạy chương trình, phần mềm, mở khóa iPhone, mở khóa tài khoản Allow, mở khóa tài khoản Samsung, tài khoản Google, liên hệ cho mình qua số điện thoại 0984772881 hoặc là số Zalo 0985068258 nha các bạn. Đây mình sửa chữa giá thì cũng giá tốt theo thị trường. Làm
những cái thông dụng thì mình sẽ làm trực tiếp và lấy ngay tại chỗ luôn các bạn. Còn những máy mà ít người sử dụng hay là linh kiện cần phải đặt á, thì mình sẽ hẹn các bạn trong vòng khoảng vài ngày, thì tùy theo tình hình shipper á, shipper người ta gửi nhanh thì mình sẽ có hàng sớm là thay cho các bạn sớm ha. Thì lúc này mình chờ đợi thì mình sẽ chọn cho một cái cảm ứng sẵn nha các bạn. Đây, ở đây mình có sẵn cái cảm ứng của nó sẵn các bạn, đây là cảm ứng của bộ A1K nha. Điện thoại mình đang làm lớp bộ A1K, các bạn gần so theo nè, đấy nó vô khung nguyên khung đúng loại nữa ha. Đây là cảm ứng chưa có keo nha, cảm ứng rời nha các bạn. Thì hàng ở đây linh kiện của mình nhập đó là hàng linh kiện chính hãng các bạn, hàng tốt loại một tất cả. Mình ưu tiên làm hàng gin, hàng linh kiện gin và linh kiện loại một trước, rồi sau đó nếu mà trường hợp không có những cái mặt hàng, những cái máy mà dòng máy khách hàng có cần sử dụng nữa mà không có linh kiện gin á, thì mình sẽ tư vấn về cái linh kiện loại 2, loại 3. Thì tùy theo nhu cầu khách hàng người ta, nếu mà người ta sử dụng thì mình sẽ làm, còn nếu không thì mình sẽ tư vấn là loại gin nha các bạn. Cho nên là các bạn ép kính thì ép cảm ứng này kia thì rất là yên tâm, mình ép vô mình xài bình thường như điện thoại mới thôi thì nó cũng đạt là 98-99% các bạn, cảm ứng không bị đơ, không bị tắt gì hết. Về phần giá cả thì các bạn đương nhiên phải sẽ hiểu, mình sẽ hiểu rằng là sử dụng linh kiện gin thì giá thành nó sẽ mắc so với những cái linh kiện loại 2, loại 3 Trung Quốc, thì nó đương nhiên giá cả nó sẽ cao hơn, trên lợt hơn không? Thì các bạn đi xứ nội thì tìm và gửi niềm tin cho những nơi có uy tín thì người ta tư vấn hàng gin, người ta sẽ thay hàng gin cho các bạn. Còn một số người mà ham rẻ thì nghe chỗ nào đó nó tư vấn giá rẻ thì các bạn đưa vô đó thì chưa chắc là đã là đồ gin nha các bạn. Cho nên là giá cả nó cũng khẳng định đó, khẳng định được cái chất lượng sản phẩm các bạn. Bây giờ nhiệt độ của màn hình lên 95 độ rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt bóc khỏi khung nha các bạn. Dùng cái lửa lam này các bạn, để mình làm keo gì và mình cắt keo gì rồi mình lấy màn hình lên ha. Thì màn hình này nó cũng dễ tháo thôi bạn. Nóng nha bạn, nhiệt độ 95 độ nóng lắm, mình tắt máy đi ha. Thank you.
giờ mình đã lấy được cái màn hình ra khỏi khung rồi bạn. Mình sẽ bỏ khung qua một bên nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở máy hàn lên và mình tắt cái số kết cảm ứng. Mình sẽ tắt cái số kết cảm ứng ra khỏi cái màn hình nha các bạn, tại vì nó là rồi khi nãy hồi đó mình cắt dây em tới đây nó sẽ dướng nên là mình sẽ cắt trước. Trong khi chờ mấy hàng nóng thì các bạn có thể là vệ sinh cái phần keo phần dư này để khi lát nữa mình cắt á, thì nó sẽ không có bị dướng. Vệ sinh các bạn có thể dùng tay mình gỡ nhẹ ra nhẹ ha. Còn không nữa các bạn có thiết bị thì các bạn dùng máy quấn, cái quấn keo đây nó chạy là bạn để vô bạn quấn thôi, nó quấn tới vậy đó, sạch keo nha các bạn. Các bạn sẽ lấy cái con che bụi camera chỗ này ra, mình sẽ lấy vô luôn. Đây nó có cái con tròn nữa các bạn. Con này nó để che bụi camera nha. Để mang bên nữa. Đây là mình vừa giao máy ở ngoài kia, ông anh cũng chuyển phản các bạn. Dạ em nhận được anh ơi. Dạ cảm ơn anh. Dạ thông cảm em lần này nha, bởi vì đợt này kẹt cái ưu điện nó vậy đó, em cũng thua luôn mất uy tín với anh. Dạ dạ dạ. Sẵn để kể bạn nghe là mình có gửi cái máy ngoài Cần Thơ đó để làm vụ thang màn hình, mình ghi các bạn mình phải gửi hãng bạn ơi, người ta bảo hành cho khách là 3 tháng. Thì trong quá trình gửi các bạn họ mình gửi lên cho họ thì rất nhanh, nhưng mà cái họ gửi về á, họ gửi qua cái công ty anh là T Logistics á, cái công ty đó là họ nói với mình đó là gửi qua đó thì người ta sẽ đảm bảo nếu mà máy của khách hàng trong quá trình gửi mà có bị bể này kia thì bên kia nó sẽ bồi thường các bạn, cho nên là họ ok gửi cho anh là T Logistics. Mà cái ông bưu điện anh là T Logistics này nè các bạn, nó đâu có chạy vô dùng dịch được đâu, cho nên là dùng mình đó là dùng có chỉ thị 16 đâu có chạy vô được. Thành ra là các bạn biết không, trễ cuộc hẹn của mình hơn nửa tháng trời, hơn nửa tháng. Mà nếu mà trễ là do dịch đó thì mình không có nói, do dịch thì mình không có nói, không có trách. Còn lần này trễ là do là bên bưu cục họ thiếu trách nhiệm bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ lên máy mình tắt nóng các bạn nha, mình cắt cái màn hình ra khỏi nha. À, lo nói chuyện quên bạn nè. Giờ mình sẽ tháo cái cảm ứng ra trước bạn nha. Các bạn dùng mỗi hàng chỉnh độ lên rồi xong á là mình một tay mình dùng nhiếp. Còn đây là cái mở hàng nóng rồi thì mình chấm nhựa thông và mình lấy lên thôi bạn, cũng dễ.
khi mà chấm cái món hàng chấm chấm cái chấm cái xúc chết ra các bạn, nó còn dính lại chỗ con xe nè, nó người ta dán keo quá. Bạn dùng đầu nãy bạn chấm cho mình một miếng xăng nha, aceton. Rồi các bạn lấy ra, để xăng vô thì tự chảy keo ra, mình lấy ra các bạn. Cái phần cảm ứng cũ như nè, mình có thể mình cắt bỏ luôn các bạn, để ngồi mình cắt không có dướng nha. Khi cắt bạn cẩn thận là không có để cái lưỡi dao mình nó cắt vô trong cái cổ màn hình, là giục cái màn hình đi luôn nha bạn. Cắt cái cổ màn hình là con luôn đấy. Giờ mình để lên máy gia nhiệt để tầm khoảng vài phút nó nóng lên rồi mình sẽ cắt. Thì để kể tiếp các bạn nghe về cái phần của anh MT luôn tiếp ha. Thì mình trễ mấy ngày là mình có liên hệ bên Samsung rồi, họ nói là liên hệ bên bưu cục rồi, bưu cục mấy họ nói là do dịch, thứ nhất là dịch, thứ hai nữa là họ nghỉ lễ 4 ngày, nghỉ bù lễ luôn, 2/9 rồi đó, nghỉ bù lễ. Thì mình cũng thông cảm đi, thì sau thời gian bù lễ đó là ngày thứ hai, thứ ba đầu tuần. Thì qua ngày thứ hai xong cũng không thấy ai gọi, ngày thứ ba cũng không thấy ai gọi gì chứ. Thì đến một vài ngày sau đó, ngày nào khách hàng cũng điện nhắc mình cũng điện tổng đài, mình điện tổng đài lần thứ nhất đó là nó để sẽ nó xem đơn hàng của mình là bữa là 11 tây tháng 9 này. Thì họ mới là tranh, nó là để tranh thủ giải quyết sớm cho mình trong vòng ngày hôm đó đó. Thì mình cũng tin tưởng, mình cũng nói hồi chắc nha, vậy là người ta xem tổng đài, nó xem chắc có lẽ là người ta điều phối được rồi. Cuối cùng ra là cái anh đó ảnh liên hệ sao không biết, không có ai điện tới mà để liên hệ để giao cái cục hàng cho mình chứ. Tiếp tục tới mình điện tổng đài lần kế tiếp thì là gặp bạn đó, bạn cũng nói vậy, cũng người ta tổng đài người ta nhìn cái đơn hàng người ta thấy trễ quá rồi, cho nên người ta cũng kiểu như là biết là phần lỗi về thuộc về họ, cho nên là người ta cũng hứa hẹn với anh là hứa hẹn với mình đó là sẽ liên hệ để giao sớm. Cái mình cũng nóng ruột đó, mình nói thôi bây giờ chị liên hệ đi, nhưng mà giờ chị cho tôi cái số điện thoại của cái anh quản lý ở khu vực đó để tôi liên hệ trực tiếp. Thì bên đó cũng cho số, mình cũng liên hệ trực tiếp được. Thì bên anh, cái anh quản lý ở khu vực đó thì anh cũng nói là cố gắng giao sớm cho anh, để liên hệ cố gắng giao sớm cho anh, mà kêu mình ra ngoài cái chốt giáp ranh của Cần Thơ với Hậu Giang các bạn, kêu mình tự chạy đó. Thì mình cũng thông cảm, mình chấp nhận mình chạy. Mà cuối cùng anh thấy không, để thêm mấy ngày nữa các bạn vô cục đó hẹn với mình vậy đó, nhưng mà thêm mấy ngày nữa vẫn không liên hệ được với mình. Để mình cắt cái này xong mình sẽ tiếp bạn nha. Làm gì chị? Làm lỡ tay nha chị ơi. Tục video mọi người, nãy giờ mình có khách nha, cho nên là gián đoạn video. Khách cũng gấp, bị khách bị hacker đó các bạn.
khách bị hack cái tài khoản Google á, rồi vô nó hack luôn Facebook, Zalo, xong cái nó kêu những người thân của khách hàng nó chuyển khoản cho nó, lừa đảo các bạn. Thì mình mới cái mở khóa mật khẩu cho khách xong. Tập món keo các bạn. Keo này hơi cứng. Để kiến này kiến cũ nè bạn, kiến cũ mình cắt ra nè, mình bỏ nha. Keo nó giờ để nó nguội hay cứng thì mình để lại cho nóng. Nóng lên cũng được nhưng mà càng nóng quá nha. Là kem nó đi, kem nó đi nè bạn nhé, là kem chung ha. Quán keo xong thì mình sẽ lao các bạn. Lao bạn dùng giải lao ha. Giải lao các bạn. Chai nước 530 nè để mình lau ha, tẩy keo ha.
giờ mình vệ sinh sạch các bạn, giờ mình sẽ lăn keo cho màn hình các bạn. Đây keo mình xài keo đa năng ha, mình chỉ dùng xài keo đa năng thôi nhé các bạn. Bạn tách cái lớp là nó có hai lớp bảo vệ, tách cái lớp mà dưới cùng các bạn lót ở dưới cái màn hình. Quan sát lại cái màn hình mình nó có còn bụi thì mình vệ sinh tiếp tục nha bạn. Mình không có để cái hạt bụi nào mà rớt xuống màn hình kia ha. Đó, có giờ có bụi thì bạn vệ sinh cho nó sạch. Xong mình sẽ tách ra mình lấy cái keo ha. Đây. Một cái lớp siêu và một cái keo. Giờ các bạn lăn ha. Cho mình là cái cạnh keo nè, sát với cạnh dưới của điện thoại. Rồi tiếp tục ta dùng cái lăn, ta lăn từ bên góc đây, bên góc bên qua. Rồi bắt đầu lăn xuôi lên. Này mỗi người có một cái kỹ thuật riêng nha. Kỹ thuật của mình như vậy thì mình chỉ nói lại như vậy thôi. Đây nó còn keo thừa nè các bạn. Mình sẽ cắt keo hai bên. Dùng cái lưỡi dao này. Lưỡi dao này thì xin ở trong thế giới động nha các bạn. Trong đó các bạn đó dán cái kim này kia đó. Thì các bạn dùng một lần thôi. Các bạn bỏ thì nó phí, đem chôn này kia đầu tiêu hủy nó đó. Mình xin lại để mình sử dụng lại nha. Nó cũng không có gì hết, xài cũng bình thường thôi. Nó là bén. Bạn tùy cái lưỡi dao xét vô cạnh và bạn cắt thôi. Gỡ keo dư này ra bỏ. Mà cạnh bên đây cũng vậy mà. Giờ mình cắt keo thừa xong rồi, các bạn thấy màn hình mình nó còn số cái bọt trên đây. Bây giờ mình sẽ bỏ vô máy hấp để nó xử lý các bạn. Rồi, theo đây là máy hấp nha các bạn. Giờ mình bỏ vô. Đây mình chọn 50 độ và 9 phút nha các bạn. Bật lên. Thì cái phần hấp keo này các bạn để tầm khoảng 4-5 phút là xong rồi. Cho màn hình nó đẹp đây. Giờ mình sẽ dừng video đây để chút hấp tiếp mình quay tiếp nha. Cho video nó ngắn rồi. Trong thời gian mình chờ hấp keo hoàn thành thì mình sẽ vệ sinh cái khung nha các bạn. Chỉ khung keo này thì nó keo nó cũng nhẹ đó, cho nên là mình vệ sinh nó cũng đơn giản, cũng nhẹ. Mỗi
chỗ phần lo này bạn vệ sinh kỹ vô cho khách ha, tại vì cái phần này là bụi nó đóng nhiều á, cho nên là phải vệ sinh kỹ. Quét nhẹ chỗ camera luôn nha các bạn, quét nhẹ bên ngoài thôi. Bụi này kia đó bạn vệ sinh là cho nó sạch sẽ ha. Xin gì là sạch nha bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ phần kính này nè, mình sẽ lột nha, lột nhẹ mình siêu ra trước cái, và cái phần siêu bên trong thì mình sẽ lột. Chi châm này mình sẽ lột cẩn thận nha các bạn, lột đúng cái cách đúng lớp siêu thôi, không được sáng sâu xuống cảm ứng thì nó sẽ đứt những đường cảm ứng sinh ra lỗi nha, nên là mình sẽ lột nhẹ một cái rồi xong mình sẽ đẩy lại các bạn. Đây mình lột trước một cái đen hờn để mình tháo cho nó dễ. Về cái cảm ứng của ấp bò A1K thì các bạn thấy là nó dư xúc kết bên đây nè, có thể mình cắt bỏ được nha. Cắt thì mình dùng lưỡi dao cũng được. Đây cắt gọn gì các bạn, cắt này ra bỏ nha. Phần ấp dưới của nó thì có cái miếng keo hay mặt, mình cũng tháo nó luôn đó. Rồi xong mình để qua một bên. Bây giờ là cái keo hấp được 5 phút rồi, giờ mình sẽ bấm máy mình lấy ngang vậy. Đây là cái màn hình sau khi mình hấp ra, mình hấp keo ra nha. Tiếp tục mình sẽ test sơ màn hình và mình ép cảm ứng vô các bạn. Các bạn đưa màn hình vô khung ha. Sau đó mình lắp kết màn hình. Để lắp đen. Lắp pin gá nhẹ thôi. Rồi các bạn bấm công tắc để mở lên. Đây, mình hiển thị nha. Thì ở cái giai đoạn này là mình chưa có ghép cảm ứng cho nên là không có thao tác được, mình chỉ nhìn cái độ đẹp của màn hình coi có bị lỗi hay là bị bầm mực gì không nha các bạn. Xong rồi em ơi, cái đó nút nguồn với sạc luôn anh tính 200 em ơi. Rồi. Rồi. Thì đây màn hình hiển thị đẹp các bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục đưa cái cảm ứng luôn ha. Rồi mình lột cái
siêu trên của keo á. Bạn lột nhẹ nhàng mà không có để bụi bọt nữa các bạn. Tiếp theo mình lột cái siêu của màn hình và mình đặt vào đúng không, siêu cảm ứng là mình đặt vào đúng không các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại nè, thấy vô điều không đúng không? Sau đó mình tháo pin ra, không cần tắt nguồn nó cứ tháo đại bình thường. Tháo pin ra và tháo xúc kết màn hình ra, tháo nhẹ màn hình ra. Chúng ta tháo nhẹ nha, tháo nhẹ như vậy và để nguyên gì. Tiếp tục các bạn dùng cho mình một cái tấm lót, tấm lót xốp như vậy mà các bạn sẽ đục cái lỗ như vậy ha, để mình bỏ cái tổ phần cọ cảm ứng nè, mình bỏ xoắn lọt xuống lỗ nè, rồi sau đó mình để như vậy, mình đưa vô cái máy ép nha bạn, máy ép thủy lực nha, máy ép kính của mình nha, để mình quay cho các bạn xem luôn ha. Đây là máy ép nè, bạn đưa vô. Đó. Chúng ta để nhẹ vậy đó. Rồi mình sẽ nhấn hai nút nha. Nhấn hai nút cho máy, hai nút xanh này cho máy nó chạy các bạn. Giờ mình sẽ dùng tay mình cầm điện thoại cho nên mình sẽ bấm bấm luôn. Đó. Giờ là cái má đưa cái bàn ép xuống rồi. Giờ các bạn nhìn lại thì máy mình nó vẫn còn bọt ha. Mình sẽ tiếp tục bỏ vô trong cái máy hấp mình hấp. Bằng này thì cái máy ép nó xử lý chưa tốt. Rồi mình tắt máy ép đi nha này. Rồi bạn chờ trong 9 phút ha. Rồi bây giờ cái mình hấp xong bạn. Giờ mình về hàng cảm ứng cho gắp máy các bạn ơi. Giờ trong quá trình mình gắp máy mình kể tiếp bạn nãy nghe cái chuyện mà cái bu cục NT lưu kích tiết ha. Thì sau khi tổng đài mà điện xuống cho cái anh quản lý dùng á, thì anh quản lý đó cũng không liên hệ được với shipper cấp dưới nào mà để mà tranh thủ cái kiện hàng của mình cho các bạn. Đến khi mà mình điện cho anh này cũng cỡ trên dưới 10 cuộc
Thì cái cuộc cuối cùng mình điện cho anh đó là mình xin luôn cái số điện thoại của shipper cấp dưới. Thì lúc này gặp bạn đó mới nói với mình là không có được ở trên nói xuống, không được trên nói xuống về vấn đề kiện nghiện của mình, mà bạn này đi ship cái tiếng khác. Cho nên là mình cũng nói bạn này bây giờ là tình trạng là mình rất là gấp cái kiện hàng này. Khách điện cho mình mới đầu mình hẹn khách thì thời gian ngắn, nhưng mà vấn đề mua điện thì nó lại chậm trễ, cho nên là mình mất 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 uy tín với khách rồi. Cho mình nói với bạn này là cố gắng giúp mình, giao lúc nào mình nhận lúc đó. Mà thì bạn này nói là sẽ gửi có tiếng xe tải đi về đi ngang ở gần mình thôi, chứ không có đến giao trực tiếp cho mình nữa. Rồi ra tới chỗ đó mình nhận, cách chỗ nhà mình lên đó khoảng mấy cây số bạn, mà ngay đó ngay chốt kiểm dịch liên tỉnh. Thì tầm khoảng chiều tối này, khoảng tầm 6 giờ tối này thì cũng có anh đó, anh điện, anh đi xe tải, rồi xe tải anh điện điện thì mình tranh thủ mình chạy ra luôn. Thì ra kể bạn nghe ngoài chốt đó, ra tới chốt thì lúc đầu thì tới chốt kiểm dịch mình biết rồi, mình đâu có tự ý mình qua đâu, mình mới xin ý kiến chỗ mấy anh em trực ở chốt á, mình qua đó mình lấy hàng được không. Thì xong mình quay lại thì mấy anh đó nói qua đi cũng giữ khoảng cách bình thường, giữ khoảng cách an toàn, thì mình cũng chấp hành nghiêm, mình giữ khoảng cách. Cuối cùng qua đó mình nhận kiện hàng xong rồi, cái khi mình quay ngược về vậy, cái anh trực chốt á, ảnh mới kiểm tra giấy tờ mình, lúc qua không kiểm, không nói gì, không có la, không nói gì chơi á, cho mình qua. Cuối cùng về lại kiểm, bắt buộc mình đem chứng minh nhân dân hay này giấy tờ này kia ra, sao mà đi không có cam kết, không có test, không có này có nọ. Nhưng mà tại vì mình đột xuất mình đâu có chuẩn bị cái thứ đó đâu, thì nó qua nó lại đưa chứng minh cho anh coi, giống như kiểu anh làm khó mà anh này. Thì đây mình gặp hoài à, anh này anh nhân viên y tế này ở dự phòng của huyện mình gặp hoài, nhưng mà không hiểu lý do sao thì anh lại kiểm tra mình vậy đó. Thì nó qua nó lại hỏi, nó lần này thôi nha, lần sau lần này lần nọ lần này kia nọ. Ủa mình vẫn chấp hành tốt đàng hoàng, mình qua mình vẫn tuân thủ quy tắc giữ khoảng cách an toàn, mà được phép mấy ảnh mình mới qua, mà trong khi mình là người địa phương của mấy ảnh, mình qua thì mình về thì các chuyện là bình thường, ta được phép rồi, mình qua mình tất nhiên phải về, mình khi về thì được bị kiểm tra các bạn coi. Mà ở đời đâu có xấu xa hay là ác với ai đâu, mà sao gặp mấy người gì không bạn. Bây giờ có hàng nó nóng nè bạn. Trực chốt nhiều khi cũng có mệt mỏi áp lực, nhưng mình cũng không có chấp, thì yêu cầu mình đạt được mục đích, mình lấy được máy mình về thôi, chứ mình không có tự cảm mà thấy bức xúc. Mình chấp hành tốt mà đúng quy định mà, nói sai mà làm khó dễ mà. Với bạn hàng xong cái xuất phát cảm ơn bạn. Bạn lấy cái keo cách nhiệt ha. Cái keo cách nhiệt bạn nhớ lại. Cái cách điện. Xong giờ mình gấp tép mà. Gấp tép nha.
Tết cảm ứng mà. Máy mới khởi động. Giờ cảm ứng màn hình hiển thị ok các bạn. Giờ mình sẽ ghép máy rồi. Nghe này. À, cái A1K đang gắt nè. Cái kia chưa? Cái kia em chưa kiểm tra đang gắt hay em A1K hạn gắt lấy được luôn á. Chủ máy mới điện mà. Giờ mình bắt đầu gắt máy nha các bạn. Nên mình sửa máy tiêu chí là chậm mà chắc nha các bạn, chứ không là mẫu rồi. Nên khách gấp quá là mình thấy cái nào mà đủ thời gian mình làm thì mình vẫn nhận. Mình khách quá hối là mình không làm các bạn. Nó cũng có cái mức độ đó. Xong giờ mình nhận siêu lại giáo bạn. Mình sẽ theo gấp lên bạn. Rồi sau đó mình gấp sim. Rồi cuối cùng là mình sẽ cố định cái màn hình lại bằng cái dây thông này các bạn. Thank you.
đây là tại vì cái keo của mình mới dán về á là nó chưa khô, cho nên các bạn là mình cố định cái máy lại bằng dây thun này để cho cái màn hình nó sẽ khít với cái khung của máy, đến khi keo nó khô khoảng tầm 2 tiếng bạn tháo khung ra mình xài được bình thường ha. Máy mình trước khi giao thì mình vệ sinh sơ sơ lại cho nó đẹp, khi mà tháo thông ra thì các bạn có thể vệ sinh thêm. Khách nào có yêu cầu dán cường lực thì mình dán cường lực luôn các bạn, còn nếu không có yêu cầu thì không có dán ha. Là máy đẹp. Rồi, video clip của mình hôm nay ép kính cái 1K đến đây là kết thúc ha. Các bạn xem clip thấy hữu ích thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình và like, và nếu có thể chia sẻ những clip của mình các bạn để nhiều người cùng biết ha. Thì các bạn nào có nhu cầu sửa chữa điện thoại hay tư vấn thì cứ điện thoại cho mình qua số điện thoại 0984772881 hoặc là Zalo 0985068258258. Cảm ơn, chào các bạn, xin chào, bye bye.